Thôi nguy rồi, sao uống thuốc mà chưa đỡ, lại còn nặng thêm nữa. Lan đi đâu mà mãi chưa về? Để mình nhờ đi kêu thầy thuốc. Một mình sao bỏ anh Tân ở đây được? Anh Tân, anh Tân ơi, anh có nghe thấy em nói không vậy? Để em thay áo khác cho anh. Hả? Em làm gì vậy? Anh là anh Tân. Anh Tân, anh về rồi hả? Tôi chỉ đi vắng có nửa ngày mà hai người đã làm gì? Anh Tân, em nhầm lẫn, em tưởng Lan là anh. Anh à, em không có làm gì hết á, em bị sốt từ nãy giờ. Hai người còn giải thích nữa à? Tôi về thấy mọi chuyện rành rành, thật không ngờ. Sao chú lại mặc áo của anh Tân chứ? Anh ấy đã đổi áo cho em lúc ở trong rừng á.